Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi hiện đang phối hợp cực ăn ý trong bộ phim Tàng Hải Truyện. Cảnh đối diễn tình bể bình của cặp đôi vừa được leak ra khiến khán giả không khỏi mê mẩn. Thời điểm cuối năm, nhiều dự án cổ trang đồng loạt khai máy tại Hoành Điếm làm netizen đứng ngồi không yên. Bởi không chỉ được ngắm trước tạo hình của dàn diễn viên mà cư dân mạng còn được xem hậu trường của những tác phẩm nổi tiếng. Và trong số các dự án đang chế tác của màn ảnh Hoa Ngữ, Tàng Hải Truyện là bom tấn được mong chờ bậc nhất hiện nay. Bộ phim này hứa hẹn có nội dung cực cuốn hút, vai nam chính lại do đệ nhất Mỹ Nam Tiêu Chiến đảm nhận. Sánh đôi bên nam đỉnh lưu là Trương Tịnh Nghi, nàng thơ được mệnh danh tình đầu màn ảnh của làng giải trí Hoa Ngữ. Mới đây, một cảnh đối diễn của cả hai đã được leak lên mạng xã hội và nó nhanh chóng trở thành chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm. Tuy không nghe rõ lời thoại và bối cảnh khi ấy thế nào, nhưng có thể thấy cặp đôi tương tác hóa học khá tốt. Ở góc quay trộm của paparazzi, ánh mắt Tiêu Chiến còn gây bão vì quá tình, nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn. Về phía Trương Tịnh Nghi, nữ diễn viên cũng được khen ngợi không ít vì tạo hình đẹp mắt, thậm chí vượt xa nhiều mỹ nhân khác. Trước khi khi máy, Tiểu Hoa Gen Z từng bị áp lực khá lớn từ các bình luận khẳng định cô chỉ hợp tạo hình phim hiện đại. Được biết, nhân vật của Tiêu Chiến trong Tàng Hải Truyện ban đầu tính kế đối phương nhưng về sau lại nảy sinh tình cảm. Vậy nên, dù anh chàng có cười dịu dàng và khoe ánh mắt cực tình thì netizen vẫn thi nhau khuyên Trương Tịnh Nghi đừng bị lừa với bình luận cực hài hước. Ngoài Lý Thấm thì chắc Trương Tịnh Nghi là nữ chính cũng khiến mọi người đều hài lòng. Lúc đầu cảm thấy Trương Tịnh Nghi không hợp Tiêu Chiến, kiểu vẻ đẹp Hồng Kông xưa, rất có cảm giác thời dân quốc nhưng tạo hình phim này lại nhã nhặn, cực phù hợp với Tiêu Chiến. Phải nói là từ tối qua tới giờ, lần nào lướt chúng cái video leak của phim này mình cũng cười theo hết ấy, không hiểu sao nữa, chắc chúng ta rồi. Hương ám đồ tiểu thư, hắn ta đang tính kế nàng đấy, hãy để muội vào làm thế thân cho tỷ. Hãy chạy đi tiểu thư, anh ấy là chap boy đấy. Red flag, hãy stop để chúng em chắn thay cho. Riêng đoạn này giống âm mưu quyền thần và tiểu quận chúa ghê, cả hai đều cưng. Ông ấy đang bày mưu tính kế lừa muội muội đó, đừng có tin. Sợ không có chemistry nổi, ai dè giờ tràn màn hình. Nói thêm về Tiêu Chiến, anh bắt đầu trở nên nổi tiếng với tác phẩm Trần Tình Lệnh từng gây sốt suốt năm 2019. Ở lĩnh vực âm nhạc, nam diễn viên cũng đạt được những thành công, album Điểm Sáng đạt doanh thu lên tới 160 triệu tệ. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, chàng này đã nhận được nhiều giải thưởng và lời khen ngợi cho cả sự nghiệp diễn xuất lẫn âm nhạc của mình. Một điều thú vị là gần đây, cư dân mạng thêm một fan bùng nổ với Tàng Hải Truyện, bắt nguồn từ chia sẻ của một người dùng mạng xứ Trung. Nói rằng Trung Hán Lương có khả năng xuất hiện trong phim với vai trò cameo và anh sẽ hóa thân thành bố của Tiêu Chiến Chĩ Nô. Nhiều người cho rằng nếu đồn đoán trên là thật thì quả là một điều thú vị. Sự kết hợp của hai nam thần màn ảnh Trung ở hai thế hệ khác nhau biết đâu sẽ tạo nên cơn địa chấn, thu hút chú ý cực mạnh từ dư luận. Tuy nhiên, cũng có dân mạng một mực phản bác sự kết hợp này vì xét theo tuổi thật của Trung Hán Lương, 49 tuổi và Tiêu Chiến, 32 tuổi. Hai nam diễn viên chỉ hơn kém nhau 17 tuổi vào vai cha con với khoảng chênh lệch tuổi như vậy là điều khó có thể chấp nhận được. Tính đến hiện tại, khi làn sóng tranh luận trái chiều của cư dân mạng ngày một lớn, phía Trung Hán Lương và đoàn phim Tàng Hải Truyện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.